Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Suteki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới sinh tồn ở trong phiên bản 1.21. Một phiên bản mình thấy có rất là nhiều cập nhật thú vị đang chờ đợi chúng ta trải nghiệm và khám phá nha. Mới vào thì... có cụ luôn nè. Wow, một đàn cụ luôn. Wow, tàn tích cổng địa ngục, cánh rừng nhiệt đới. Cái chỗ xuất hiện của mình cũng tương đối là ổn áp á các bạn ơi, không tới nỗi tệ ha. Rồi, giờ thì bắt tay vào công cuộc sinh tồn ngày đầu tiên thôi các bạn ơi. Vẫn như thường lệ, đầu tiên chúng ta cần phải lấy gỗ trước ha. À, và ngày đầu tiên thì mình cũng sẽ đặt ra một vài cái mục tiêu cơ bản thôi. Đó chính là cố gắng sinh tồn, ok nè. Rồi có một cái ngôi nhà bé bé để chúng ta định cư ha. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp được các bạn ơi. Rồi tiếp theo thì gán sở hữu cho mình một set giáp để phòng thân ha. Chứ trong chế độ sinh tồn siêu khó này, không có giáp là hơi toan đó các bạn ạ. Rồi, nãy giờ liên thiên mình cũng đã có được một ít gỗ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bàn chế tạo. Sau đó thì chế cho mình liền một cây cúp nè. Ok, và thêm một cây rìu đi. Tí chặt cây cho nó nhanh hơn các bạn ơi. Rồi, đi tìm cho mình vài cục đá để chúng ta nâng cấp lên đồ đá thôi. Và trước khi đi tìm đá thì ghé qua đây coi thử coi cái rương của cái tàn tích cổng địa ngục này nó đặt ở đâu. À đây đây đây. Có một cây cúp vàng cho mình luôn các bạn ơi. Cúp mềm mại luôn ạ. Có lý vậy. Ui, cái cúp này chắc mình sẽ để dành đấy các bạn ơi. Tài thì sợ nó hư á. Khi nào cần tới dòng mềm mại thì mình sẽ dùng tới nó ha. Rồi đây đây, có đá luôn nè. Ok, nhảy xuống chúng ta lấy một ít đá ha. Đâu đó là cỡ 3 cục để chúng ta nâng lên một cây cúp đá liền luôn. Ok, tiếp theo là thêm 3 cục nữa để chúng ta lên luôn cây rìu bằng đá luôn. Vậy nãy mình làm cây rìu gỗ chi trời. Và mình cũng sẽ lấy thêm một ít đá nữa để dành chúng ta làm lò nung các thứ ha. Xíu mình nghĩ mình cũng sẽ cần có lò nung để nấu sắt ra đó các bạn ơi. Nhắc tới sắt thì chắc mình cũng sẽ đi tìm một cái hang gần đây để chúng ta tìm sắt luôn đi nhờ. Chứ không thôi là không có thực hiện được kế hoạch full giáp trong ngày đầu tiên á. Như đây đá mình nghĩ là ổn rồi đó. Đi tìm hang và chúng ta nâng cấp độ thôi các bạn ơi. Hang này hang dưới nước hả? Thôi không xuống dưới đâu các bạn ơi. Mình có nên đi sâu vô cánh rừng không ta? Trước mặt mình còn có cánh rừng tre nữa kìa các bạn ơi. Wow, phía này thì có bí ngô. Được á, mình sẽ lấy một ít bí ngô để làm giống ha. Sau này có gì chúng ta làm cái khu vườn bí ngô cũng được. Ok, và mình vẫn chưa có tìm thấy bất kỳ một cái hang nào nha. Vừa mới nói gặp luôn một cái hang nè các bạn ạ. Có than. Hay, lấy một ít than đi. Tuy nhiên thì cái hang này có vẻ là hang cục rồi. Mình cần một cái hang thiệt là sâu cơ. Ở đây rồi. Cái hang sâu mà mình cần tìm đây rồi các bạn ơi. Có luôn sắt cho mình nha. Cỡ lý đó. Ủa? Nhưng mà có hai quặng à. Yêu. Đi sâu xuống tí nữa coi. Còn thêm sắt không? Chưa đủ 3 cái quặng sắt để chúng ta nâng cấp lên cúp sắt nữa. Buồn vậy. Nhưng mà cái hang này có vẻ vẫn khá là sâu các bạn ơi. À không, hết sâu rồi. Ây da, thích khách. Ui. Trời, lúc xuống không sao nhưng mà lúc lên có sao các bạn ơi. Ây da, trời. Wow, nó rơi ra cho mình cây cung luôn nè. Có lý gì ta. Đi sâu vô trong đây coi. Cũng là hang cục rồi các bạn ơi. Ok, nhưng mà mới vô mà có được một cây cung thì cũng tương đối ổn ha. Một xíu con xương nào khịa mình là mình cho nó một mũi tên thẳng vô mặt liền. Rồi trở lên trên chúng ta sẽ đi tìm kiếm một chút thức ăn cái đó. Đây rồi. Thức ăn đang ở trước mặt ta luôn nè các bạn ơi. Cho anh xin miếng thịt nha. Giờ thì mở cái bữa tiệc nướng bằng thịt heo thôi các bạn ơi. What? Đằng kia là một cặp sói các bạn ạ. Wow, nhưng mà đây là sói mới ở phiên bản 1.21 luôn nè. Wow, được vậy. Trời ơi. Wow, đây là sói nâu các bạn ơi. Ui, dễ thương chưa kìa.
Mà hơi tiếc là mình không có khúc xương nào đây để thuần hóa mẻm ha. Nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ trở lại đây và tìm kiếm mấy nhóc sói này. Đó sẽ là những người bạn đầu tiên của mình ở trong thế giới 1.21 á. Yeah. Tuyệt vời các bạn ơi. Mày khởi đầu có vẻ là may mắn đó. Rồi ở đây mình thấy có một ít gà nè. Chắc là mình sẽ săn thêm gà để chúng ta có đùi gà mà gặm mà đi mai ha. Ở đây có mía luôn. Ngon, tuyệt vời. Còn bên này, thịt heo đã nấu sắp xong rồi nè. Vừa xong mình sẽ cho đùi gà vô ha. Rồi xong phim. Lấy thức ăn ra và nhâm nhâm thôi. Quá đã, quá đã. Chắc là mình sẽ đi sâu vô cánh rừng tí đó các bạn ơi. Dự là trong đó mình nghĩ sẽ có hang á. Không hiểu sao linh cảm mình mách bảo như vậy các bạn ạ. Thế nên là bây giờ lấy liền đùi gà và đi liền thôi các bạn ơi. Let's go. Sẵn tiện đá thêm vài trái dưa hấu nữa. Ăn thịt gà, thịt heo xong chén miệng bằng dưa hấu thì còn gì bằng nữa. Bây giờ cánh rừng này có vẻ là hơi rậm rạp á các bạn ạ. Và cũng không có cái hang luôn. Ủa cái linh cảm mình ngộ vậy ta. Eo ơi, không ổn rồi các bạn ơi. Như vậy thì không biết khi nào chúng ta mới có đủ sắt và làm cái cúp sắt đây. Hình như xa xa mình thấy thêm một cái tàn tích cổng địa ngục nữa kìa. Ây dù, ngày đầu tiên mà gặp được hơi bị nhiều tàn tích cổng địa ngục luôn á nha. Để mình qua một bển coi coi. Biết đâu bất ngờ chúng ta sẽ có thêm một vài cái phôi sắt hoặc là hạt sắt thì sao. Ý, ừ ha, mình có 10 hạt sắt trong người nè. Vậy là mình đã đủ để chúng ta gom gom lại và chế tạo thành một cái cúp bằng sắt rồi đó các bạn ơi. Giờ mình mới để ý á. Ủa đây có khối vàng nữa. Rồi coi thử coi. Cái rương này. Trời, không có hạt sắt rồi các bạn à. Nhưng mà what? Nó cho mình một cái áo giáp sửa chữa. Trời ơi. Một cây kiếm cũng như là một cây cúp vàng á. Thêm xẻng vàng luôn nè. Mặc đỡ cái áo giáp vàng vô đi. Bling bling. Sau đó thì lấy cây cúp vàng đào khối vàng ha. Mình đã mắc một cái sai lầm không hề nhỏ rồi các bạn ơi. Mình phá cổ rồi. Bó tay chấm cơm mình thiệt chứ. Mình phải dùng cúp sắt thì mới đào được khối vàng các bạn ơi. Ơi đất à. Bằng ăn kiểu này có ngày các bạn ơi. Không hiểu, không hiểu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm liền cây cúp bằng sắt ha. Yeah, chúng ta đã có được cúp sắt rồi các bạn. Đó, hồi nãy chỉ cần chậm một bước như vậy thôi là chúng ta đã không mất khối vàng rồi. Ẩu tả ha. Ý. Nhưng mà trời cũng tối rồi các bạn ơi. Không được, không được, không được. Mình phải nhanh chóng chui xuống hang thôi. Hoặc là chế tạo một cái giường chứ không thôi. Đi lông nhông ở trên này á. Hồi là bị úp sọt đó. Đang ở trong rừng, ban đêm nữa. Không ổn rồi. Cho tôi một cái hang đi. Cái hang trong đây hiếm thật sự luôn á các bạn à. Ui, đồ. Biết ngay mà. Thôi anh bạn à, giảng hòa đi. Bên này thì sao? Ui, trời. Wow, mấy nhóc sói này mới tuyển thêm được một thành viên nữa kìa các bạn. Đang đi săn mấy con sương kìa, chuối. Ui, hai thành viên luôn. Tổng cộng là 4 thành viên sói rồi. Wow, quá đã. Có thêm mũi tên nè. Rồi, cảm ơn mấy cưng nha. Đã thiệt chứ. Trời, nghĩ tới cảnh sau này mình có nguyên một cái binh đoàn chó sói trong rừng á. Là rất là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà khoan, cái hang này có Reaper các bạn ơi. Bình tĩnh. Lạng quạng là nó cho mình end series sớm á các bạn à. Ok, mình đã hạ được nó rồi. Và chúng ta sẽ đi xuống dưới cái hang này. Ê. Hết con này rồi tới con khác. Trời ơi. Ôi chủ. Con đó nó cầm sẻng nó quýnh hơi bị gác các bạn ơi. Eo ơi. Đó. Trên này có con xuống nữa gì nè. Biết ngay mà. Trời ơi. Phát hiện được mình rồi các bạn ơi. Hồi xuống hang lẹ. Hy vọng đây là một cái hang sâu sâu. Ý, sâu toàn là Reaper không vậy? Ok. Nhưng mà nó cũng không cản được mình đâu. Nữa rồi. Lại đường cùng rồi. Chịu luôn á. Thôi chắc mình sẽ từ đây và đi lần mò xuống dưới ha. Đào thẳng xuống dưới các bạn. Hy vọng là dưới này sẽ có một cái hang nào đó cho mình. Ý, đây rồi. Một cái hang. Ui, có sắt luôn. Yeah, phải vậy chứ. Nhân phẩm của mình đã trở lại rồi các bạn ơi. Được đâu đó cỡ 4 cái sắt thôi. Ngon. Ở đây có nữa nè. Ui nhưng mà gần đây mình nghe tiếng con sương rồi. Ui có nước nữa. Rồi luôn. Nước chảy các bạn ơi. Ây da, ui nó bắn mình rồi. Ở đâu mà nó bắn vậy? Ha? Ui da, ui nó nhanh vậy.
Ôi xong rồi. Oh no. Ui. Ui ui ui, mấy con xương trong giai đoạn đầu này nó rất là khó chịu các bạn ạ. Không được rồi. Mình không muốn kết thúc sớm đâu. Ấy. Mình hết gỗ rồi các bạn ơi. Ouch. Chắc là mình phải trở lên trên đi lấy gỗ rồi. Không thôi là không làm được cái khiên các bạn ơi. Chịu khó quay xe cái đi. Cũng hên là ngay trên này có cái cây luôn nè. Tốc độ, tốc độ. Chặt nốt cái cây này trước khi bọn quái nó càng quét lại đây nha. Đó, đó, đó. Canh me canh chua mình rồi đó. Làm lẹ nha, làm lẹ nha. Ê, 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 sao giống như nó lợi vậy? Chuẩn luôn rồi các bạn, nó lợi rồi. Lợi đây. Vô. Solo cùng Bolero. Ê, có cụ. Ê, mình sẽ đặt lò nung nông xuống, nấu một ít sắt. Sau đó thì chúng ta bắt đầu kiểu như là cắt len cù các bạn ơi, để làm cái giường. Hợp lý nha. Một phôi sắt, bên đây thêm một phôi nữa. Rồi, giờ đổ. Làm liền cây kéo. Sau đó thì cắt lông cù thôi. Yeah. Ui, đổ luôn rồi nè. Ê, con nhện kia lén phén làm gì, làm gì. Là đây. Thích thì bá vô đây mà nút. Trời ơi. Con nhện mà nó cũng xài đồ nữa các bạn ơi. Ảo thật đấy. Rồi, làm nhẹ cái giường ha. Hái nhẹ cái cacao, đổi sang màu nhộm. Nhộm thôi. Ui trời, trời ơi, người ta sơn cái giường xíu mà làm gì bắn người ta như vậy. Không có khiên là khổ như vậy đó các bạn ơi. Thôi thôi, ngủ dưới gốc cây đi. Ngày đầu tiên ngủ bờ ngủ bụi xíu chắc không sao đâu ha. Trời ơi, nó bắn ngay cái chỗ hiểm nó kìa. Ây da, thốn nha. Ui, ui, ừ, 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 vừa lắm, cháy chưa? Cháy chưa? Cháy chưa? Xác định đó rồi. Ok, còn con kia đang núp kìa các bạn. Mình sẽ đòi lại ha, cái lò nung của mình. Mày biết là, ừ, ừ, cháy rồi, cháy rồi. Tới công chuyện luôn. Hi. Tâm phiền. Thanh niên kia cũng ngẫm rồi. Rồi, giờ thì chúng ta có thể lấy xác của mình ra. Sau đó thì làm một cái khiên ha. Định làm gì? Tôi không muốn cháy đâu. Đừng có lại đây. Ok, làm liền cái khiên ha. Đó không? Có khiên là tự tin hơn rồi các bạn. À, với 8 xác hả? Mình sẽ làm một cái xô đi ha. Thêm một cái nón nữa là đẹp. Rồi xong phích. Giờ thì có thể lấy thêm một ít gỗ. Tiếp theo đó là trở lại cái hang vừa rồi ha các bạn. Hy vọng là nó sẽ cho mình thật là nhiều khoáng sản. Và nếu may mắn hơn, biết đâu mình lại có thể tìm được kim cương thì sao. Vậy là vượt chí tiêu luôn á. Mới quay lại mà có thanh niên gần mình rồi các bạn ơi. Giờ thì bắn hộn cái. Vậy mà gáy nữa đi anh bạn. Ủa sao cái hang này có vẻ là sắp đường cục vậy ta. À không, không cục các bạn ơi. Nó còn mấy cái nhánh phụ nè. Ui, như là một cái khe nứt luôn hay sao á các bạn ạ. Wow, một cái khe nứt mini. Cũng có thêm một chút sắt cho mình nè. Có thì mình xin ha. Ui, bên đây nữa. Đó, đó, bắt đầu nhiều hơn rồi đó. Đúng rồi, nhiều hơn đi. Càng nhiều càng tốt. Tôi cần rất là nhiều sắt. Tiếp tục nữa nè. Cậu được ước thấy các bạn ơi. Ước gì giờ cho tôi 20 quặng kim cương. Lòng tham của mình đã trỗi dậy rồi. Ôi. Một con dơi đúng không? Ồ, đúng rồi, dơi 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 các bạn ơi. Con hồn chim én tưởng đâu con gì đen đen mới bay ngang các bạn ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tiếp tục có sắt nè. Rồi đó, chắc là đào xong cái chỗ này là mình đã đủ để làm full cái set giáp rồi đó các bạn ơi. Để coi coi mình đoán có đúng hay không nha. 29 sắt. Yeah, dư sức rồi các bạn ơi. Cho sắt vô và chờ đợi thôi. Hẻ sắt đầu tiên được 14 phôi nè. Mình sẽ làm cho mình một cái quần đi. Đang thiếu cái quần các bạn. Và thêm cái ổn ha. Đó, tuyệt vời. Chúng ta sẽ phun một set giáp nửa vàng nửa sắt các bạn. Nhìn cũng quý stop đấy. Trong này còn dư một ít sắt nữa nè. Có thể là mình sẽ nâng lên thêm một cái rìu bằng sắt đi các bạn ạ. Vừa để chặt cây nhanh hơn mà vừa chiến đấu tốt hơn nữa. Sắt thì cũng đã nấu xong. Bây giờ thu gom đồ đạc và chúng ta đi tiếp thôi. Cái hang này mình đoán là nó còn dẫn đi sâu xuống nữa đó các bạn ạ. Ui, chính xác rồi. Dự đoán của mình đã đúng các bạn ơi. Ê, ê, ê. À dạ, có nhóc nhỏ đang đợi mình dưới kìa. Yahoo. Ui da. Giỡn mặt hả? Canh me canh chua. Ồ, dưới này cũng có sắt tiếp các bạn ơi. Ui, có mực phát sáng luôn kìa. Ồ, vậy là ở đây cũng tương đối sâu rồi đó các bạn ơi. Liệu rằng dưới này có kim cương hay không? Cùng mình đi tìm hiểu thử nào các bạn ơi. Đây là đường cùng rồi nè. Bên này
Cũng là đường cùng. Hả? Chưa gì là thấy hai cái đường cùng rồi. Bên này thì có xác tạm tạm ha. Bên này cũng có xác luôn. Phía bên này thì sao? Ui, trời, nó có cái lối nhỏ xíu đi dưới nè. What the hell? Đi xuống luôn. Tầm này mình có gì để mất đâu. Liệu ăn nhiều thôi. Ui, đường cùng ơi. Oh no. Có vẻ chỗ này vẫn chưa đủ sâu các bạn ơi. Chắc là mình phải đào thêm một xíu nữa. Thẳng xuống phía dưới ha. Ui, nhưng mà sao mình nghe tiếng nhung nham gần lắm luôn á. Kế bên luôn rồi nè. À là cái chỗ nãy. Trời đất ơi. Sắt bản sau. Quặng sắt bản sau đầu tiên. Ồ, và gần đây mình bắt đầu nghe tiếng nhung nham. Nó to dần lên rồi các bạn ơi. Gãy cúp luôn rồi. Nè, chúng ta phải làm thêm một cây cúp bằng sắt khác thôi. Và để xem coi cái chỗ nhung nham kia phát ra âm thanh là từ hướng nào ha. Ui, có vàng nữa nè. Ây dồi. Ui. Oh no, 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 no. Kim cương. Oh my god. Mình đã tìm thấy quặng kim cương đầu tiên rồi. Là thật. Để xem coi đây. Mấy quặng đây? Một quặng duy nhất à? Oh no. Không có một quặng rồi các bạn ơi. Nhưng mà thôi, đây chỉ là khởi đầu thôi ha. Mình tin rằng men theo cái hang này chúng ta sẽ còn có thể gặp được nhiều quặng kim cương nữa. Ê, mà sao đây lại có đất sét? Dấu hiệu của một cái hang tươi tốt á các bạn ơi. Wow wow. Ui thiệt nè. Đấy rồi, mình tìm thấy một cái hang tươi tốt luôn. Thôi thử coi. Ui, có xương. Nhưng mà ý, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Quặng kim cương thứ hai các bạn ơi. Ui, ui ui. Chỗ kim cương thứ ba. Wow, mới đi xuống một xíu thôi mà mình đã gặp được ba chỗ có kim cương rồi các bạn ạ. Khởi đầu ngày hôm nay có vẻ rất là thuận lợi đối với mình luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, mình sẽ cẩn thận xíu ha. Chặn ba lóc các thứ rồi vô. Rồi lấy kim cương thôi. Chỗ này có hai quặng thôi. Ok. Bên kia thì có vẻ là cũng có một quặng thôi à các bạn ơi. Hơi tiếc một xíu ha. Nhưng thôi không sao. Giai đoạn này có còn đỡ hơn không. Ủa, thêm một chỗ kim cương khác nữa kìa. Rồi luôn. Trúng ánh luôn rồi các bạn ơi. Vào to, vào to. Ê, có khi nào ngày đầu tiên full giáp kim cương không các bạn? Ui, ở dưới còn nữa kìa. What the hell. Làm liều xíu coi. Ok. Liều là có kim cương liền. Yeah. Chỗ này thì vẫn là một quặng thôi các bạn. Nói chung thì nãy giờ mình chưa có gặp cái chỗ kim cương nào mà có quá là nhiều quặng á. Nhưng thôi kệ, tích tiểu thành đại các bạn ơi. Ít ít gom nhiều. Ủa, nữa nè. Ê, hôm nay mình hên lắm luôn á các bạn ơi. Kiểu mình đi một xíu là gặp kim cương à. Nhân phẩm của mình đỏ thiệt sự. Lên trên lấy luôn nè. Để coi trên đó có mấy quặng kim cương đây. Thử cho ba quặng coi. Nãy giờ không có chỗ nào cho nổi ba quặng kim cương các bạn ơi. Ui, ba quặng thiệt. Wow. Hên vậy. Chúng ta đã có được 9 viên kim cương trong ngày đầu tiên rồi. Ê. Ê. Ở trước mặt mình là binh đoàn những con xương các bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chỉ muốn lượm cá thôi. Ui dạ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ lượm cá ha. Ôi, hình như mấy cái nhóc cá này định vượt cạn các bạn ơi. Nhưng mà không thành công nè. Đó, đó, đó. Bảo sao. Tội nghiệp mấy nhóc cá này không. Ui, ui. Con kia nó nó đi mà nó lòi đúng cái chân ra. Nhìn thấy ghê vậy. Ờ, dưới này có kim cương không. Không có. Ui, 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 nó thấy mình rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Tiếp tục nè. Cái hang này còn bự và còn nhiều hướng mình chưa đi lắm. Mình tin là kiểu gì cũng còn sót kim cương đó. Cái kỹ kỹ xíu ha. Bên này có vẻ không có. Giọt giọt giọt. Ủa, hướng này có cả khu mỏ này các bạn ơi. Chắc phải làm liều á. Đi vô khu mỏ luôn nè. Vừa đi và vừa quan sát nha. Ê, có xe mỏ chứa rương luôn.
một ít bánh mì và một trái táo vàng. Cũng ok. Đằng này thì sao? Đằng này có vẻ là nó dẫn tới một cái động bàn tơ các bạn ơi. Chạy 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 chạy. No 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 no. Không chơi không chơi. Nó cắn cái là thành người nhện liền luôn á các bạn. Ô lộn, nó cắn cái là bị trúng độc liền luôn á các bạn ơi. Không đùa với con nhện độc được. Ồ, con này có sắt. Hết rồi, không có kim cương ha. Vô. Một cái chỗ kim cương khổng lồ các bạn ơi. Một quặng rồi. Ở đây thêm 5 quặng nữa là 6 quặng. What the hell. Đây là cái chỗ kim cương bự nhất từ nãy tới giờ mà mình đào được nè. Có quặng thứ 7 không? Không, có vẻ là 6 quặng là hết rồi ha. Nhưng mà nó cũng rất là nhiều rồi đó. Ui, tới đá nền luôn rồi các bạn ơi. Ồ, và thêm một cái hang động thạch anh tím nữa. Mình cũng có thể lấy thạch anh tím ha. Ok, và cũng là đường cùng luôn rồi. Nãy giờ thì mình cũng ở dưới này khá là lâu rồi các bạn ạ. Mình nghĩ chắc chúng ta nên đi lên rồi ha. Mặc dù không có thực hiện được kế hoạch là full set giáp kim cương, nhưng mà cũng gần full set giáp kim cương các bạn ạ. Quá là may mắn trong ngày đầu tiên luôn á. Tranh thủ lên trên để chúng ta còn thực hiện cái nhiệm vụ tiếp theo mà mình đề ra trong ngày hôm nay nữa. Trở lên trên cũng đúng lúc là mặt trời vừa mới ló vàng luôn các bạn ạ. Bắt đầu một ngày mới rồi ha. Và sau cái chuyến đi mai thành công vừa rồi thì bây giờ mình sẽ đi tìm một cái khu vực tuyệt vời để chúng ta định cư thôi các bạn ơi. Chỗ này thì mình thấy cũng rất là đẹp á, bởi vì nó vừa là cái nơi spawn của mình và cũng là cái khu vực có cái phong cảnh mình thấy khá là chill á nha. Thức dậy một cái thôi là chúng ta sẽ ngắm được bình minh ha. Suy nghĩ nào, suy nghĩ nào, cân nhắc nha, đáng cân nhắc nha. Nhưng mà chắc mình đi vài vòng nữa đi, xem coi gần đây có chỗ nào nó ok hơn nữa không. Ví dụ mà có chỗ ok hơn thì chúng ta sẽ chọn chỗ đó ha. A few moments later. Wow. Trước mặt mình thấy giống như là một cái hòn đảo hay sao kìa các bạn ơi. Bờ biển còn có một cặp rùa hay sao nữa kìa. Thôi, được vậy ta. Xa xa thì có một cái ngọn núi các bạn ơi. Yo, chỗ này mình thấy khá là chill á nha. Vẫn có thể đón được cái bình minh ngay khu vực này nè các bạn ơi. Wow. Ui thiệt nè, cái này như là một cái đảo luôn á. What. Một mình sống trên đảo này ta nói. Y như là Robinson trên đảo hoang luôn các bạn ơi. Nhưng mà không đâu, đây sẽ là đảo của mình và những người bạn trong tương lai các bạn ạ. Nên có thể khu vực này sẽ là địa điểm lý tưởng để chúng ta xây dựng ngôi nhà đầu tiên bé bé để chúng ta định cư ha. Thiệt luôn, thích nha. Ok, chốt đơn. Chúng ta sẽ chọn khu vực này làm khu vực khởi đầu. Và để làm được khu vực khởi đầu thì mình sẽ cần có một cái nhà các bạn ạ. Mà muốn có nhà thì phải chặt cây á. Để bây giờ mình cất đồ mình bớt vô cái đã. Ok, sau đó thì bắt tay vào việc đi chặt cây thôi các bạn ơi. Trên đảo này cũng có một cặp đôi sói nữa nè các bạn ơi. Ui, không đâu, nguyên một đàn luôn hay sao các bạn ơi. Wow, tính ra sói nâu rất là hay xuất hiện ở cái cánh rừng nhiệt đới này luôn ha. Ui, được 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 nha. Mình vừa làm thêm 3 cây kiếm, chủ yếu là để chặt tre các bạn ơi. Đằng kia kìa, nguyên một cái cánh rừng tre rất là bự luôn. Tài gỗ không thì sẽ không có đủ đâu. Tận dụng thêm chút tre này nữa mình nghĩ ngôi nhà của mình sẽ ok hơn. Đó, với vài đường kiếm cơ bản thì chúng ta sẽ mang về được rất là nhiều tre. Hết than thì có thể dùng nó làm củi ha. Còn không thì nén nó lại thành khối tre và chúng ta có thể làm vật liệu xây dựng. Cũng rất là ok luôn. Ừ, nhưng mà tính ra mình đi lòng vòng nãy giờ ở đây. Mình đang định nói là không có trái gừng thì... Ai xà, trái luôn nguyên cái cây rồi. Oh no. Dẹp liền, dẹp liền. Bây giờ trái gừng này rất là nguy hiểm nha các bạn ơi. Lỡ ngớ là không còn cái cây để chúng ta chặt luôn á. Yêu ơi, gọi luôn đó. Cái cây này xác định rồi các bạn ơi. Hy vọng nó không có lan qua những cây khác thôi ha. Thiệt luôn á, mình sao á. Đúng kiểu là đi tới đâu là báo tới đó các bạn ơi. Trời cũng đã tối rồi, phải làm một giấc cho trời sáng lẹ. Sau đó chúng ta bắt tay vào công cuộc xây dựng cái ngôi nhà đầu tiên thôi các bạn ơi. Chui. Mới sáng sớm mà chơi bắt gượt rồi. Tới công chuyện. Ê con này nữa. Định làm gì? Dạ,
Ui, xong rồi. Trời ơi, cái nhóc xối nâu đó làm việc gấp gãn thiệt các bạn ạ. Và tre sau khi mình chặt rồi, mình sẽ nén nó lại ha. Ui, như vậy mới đúng. Ê, khoan, khoan. Bình tĩnh nào. Đừng manh động chứ. Creeper này nó liều quá nha. Rồi, mình sẽ nén lại thật là nhiều những cái khối tre giống như vậy. Mình có thể tận dụng nó làm cột hoặc là làm tường đều rất là ok ha. Trong này còn nhiều lắm, thiếu hết thì chịu khó qua bên kia chặt thêm các bạn ơi. Cạnh nhà có cái rừng tre nhiều lúc cũng tiện lắm. Nhưng mà sao nhiều Reaper quanh đây quá các bạn ơi. Không được rồi. Ở đây sắp biến thành cái đảo Reaper mất. Rồi, và khu vực ngôi nhà của mình á, thì có thể là mình sẽ xây nó ở ngay khu vực gò đất này ha. Nhưng mà trước đó thì mình cần phải chế tạo một cây xẻng và dọn bớt mấy cái đất mà nó thừa ra để cho cái khu vực này nó kiểu như là phẳng hơn một tí ha. Như vậy thì sẽ dễ dàng xây nhà hơn đó các bạn ơi. Ok, có được mặt phẳng rồi, mình sẽ bắt đầu làm những cái chi tiết đầu tiên của ngôi nhà ha. Từ phần cột trước đi, mình sẽ đóng cột cho nó. Nhà khởi đầu nên là mình cũng làm cho nó bé bé thôi, đủ để mình có thể sống sót ở những ngày đầu tiên một cách an toàn hết các bạn. Và đây sẽ là cái khung cho ngôi nhà khởi đầu của mình. Lúc đầu là mình tính cạo vỏ những cái tre này luôn, nhưng mà nghĩ lại thôi, nếu mà tre thì nên làm cho nó màu xanh đi ha, để giữ được cái nét đặc trưng của nó. Đó, giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy thêm một ít đá nữa để mình ốp ở dưới phần tường. Enemy spotted. Wait, khoan. bộ tưởng không thấy hay gì mà uống thuốc tàn hình. Cái bác này đi vô nhà người ta ăn tăng gia sớm hả? Ăn tăng gia tôi bằng hai nhóc lạc đà này là được rồi, không cần gì nhiều đâu, ok. Trời, chưa gì có bác dân làng thương nhân lại ăn tăng gia sớm rồi các bạn ơi, quá đã luôn. Tiếp theo mình muốn dùng một ít cái gỗ rừng để chúng ta làm phần tường, nhưng mà để coi sự kết hợp giữa hai loại gỗ này có ổn hay không cái đã. Nếu mình cạo vỏ thì sao? Cạo vỏ thì nhìn có vẻ là nó ok hơn nè các bạn ơi. Nếu vậy thì chắc là mình sẽ sử dụng gỗ rừng mà cạo vỏ để chúng ta làm phần tường đi ha. Tường cũng đã xong và trời cũng đã mưa. Đã tới lúc để chúng ta bắt đầu lợp mái các bạn à, để tránh những trường hợp mưa như vậy ha. Và phần mái thì chắc là mình sẽ dùng luôn gỗ rừng hay sao. Như vậy thì nó sẽ đồng bộ với cái tường và chắc nó sẽ ok hơn là dùng những cái tre ha. Để mình làm thử một khúc để xem coi có ổn hay không. Chuẩn bị 3, 2, 1. Trông có vẻ là cũng tạm tạm các bạn nhờ. Và nếu mình thay bằng những cái đá thì sao nhờ? Có vẻ là dùng đá thì sẽ ổn hơn là dùng gỗ đấy các bạn ạ. Nó sẽ nổi bật cái phần mái hơn á. Nếu vậy thì chắc là chúng ta phải dùng đá thôi. Sau cùng là hoàn chỉnh bằng những cái cầu thang gỗ rừng ha. Là tuyệt là vời. Và sau khi đã hoàn thành phần mái thì cái ngôi nhà của mình cũng đã chính thức mở party cho những cái con zombie, creeper, nhện, thêm mấy con skeleton nữa. Nó vô nó quẩy chóng rồi các bạn ơi. Không hiểu là xây nhà mình ở thì xây nhà cho nó ở nữa. Ôi trời, quá chừng quá đất luôn. Xâm lại rồi. Nhưng mà nói chung thì ngày đầu tiên có được một cái ngôi nhà mặc dù không ở được thì cũng khá là vui rồi hả các bạn. Hy vọng là những ngày tiếp theo mình sẽ giành lại chính cái ngôi nhà mà mình xây, đồng thời trang trí cho nó để trở thành một cái ngôi nhà nó đáng sống hơn á. Và nếu các bạn yêu thích những video sinh tồn của mình thì đừng ngần ngại ấn vào nút like ở phía bên dưới để xem coi có bao nhiêu bạn có cùng quan điểm với nhau nha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Uproot hay là Unitalet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Bye bye.